Em á làm biếng, ngủ ngủ thì lâu lâu hơi ngáy chút. Trời ơi. Mùi gì? Mùi cơ thể. Mùi cơ thể là mùi sao? Thì mùi cơ thể là mùi hôi. Mùi sao anh? Thì mùi sao thì mùi sao để thôi bên kia hửi với tôi hửi chị. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào bạn chơi và toàn thể khán giả. Thì em tên Lam, em quê ở Bến Tre, em 24 tuổi. Hiện tại công việc của em là nhân viên thu mua. Thu mua cái gì? Nhiều thứ lắm chị, công ty cần gì em mua cái đó. Ví dụ? Ví dụ hiện tại thì em mua về vật liệu xây dựng hoặc là hàng quà tặng. À, bạn trai? Dạ, em xin chào chị Huyền Linh. Áo lộn. Anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, dạ chào này bạn sẽ có nhiều kia. Người chào lộn với Huyền Linh đó ha. Tôi ghét rồi nha. Rỉ rồi đó. Dạ em tên là Quang Vinh, em quê Vĩnh Long. À, Vĩnh Long. Vĩnh Long anh. Dạ em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là giờ là kỹ sư xây dựng. Nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 28 tuổi chị. Rồi, bây giờ bạn nữ nói về những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cơ thể là ưu điểm của em thì là mọi người đều thấy là em hiền. Thì em khi mà làm một việc gì đó thì em rất là có trách nhiệm và siêng năng. Ngoài ra thì em là người sống tình cảm và biết lo cho gia đình. Điểm yếu của em là chắc em hơi hậu đậu. Hậu đậu là sao? Giống như là cái nhắn sắc thì ít ai nghĩ là sẽ phỏng, nhưng em sẽ bị phỏng. Và phỏng rất là nặng. Cái nhắn sắc 502 á chị. Em hỏi bạn Quỳnh nó có mấy mối tình rồi? Em có mấy mối tình rồi em? Chính thức thì chưa anh ơi. Còn không chính thức thì chắc 3. Hung hết gì chưa? Chưa vậy. Thiệt không? Thiệt. Chưa hung? Được anh. Chưa hung? Bên kia sao có mấy mối tình rồi? Em hả? Em thì chắc 3-4 cái gì đó. Mối tình nào mà dài nhất? 2 năm mấy 3 năm gì đó. Là hai đứa yêu nhau hay là đơn phương? Dạ lúc đó là hai đứa đến với nhau chị. À dạ. Vậy rồi thôi bây giờ mối tình gần đây nhất nè. Chia tay cách đây bao lâu rồi để coi ế bao lâu rồi? Gần cả năm rồi chị ơi. Tìm hoài không có hợp anh ơi. Giờ tìm người thế nào là hợp? Ngoan, hiền, dễ thương, da trắng. Chết rồi. Cao. Em gì nữa? Lễ phép quan trọng nhất anh. Biết nấu ăn, vậy em không biết nấu ăn. Em về là chỉ ăn cơm hộp suốt anh. À vậy dạ. Cái mẫu người nào bạn có thể diễn tả cụ thể hơn không? Giống mẹ em á. Thần tượng mẹ đúng không? Em biết nấu ăn không? Dạ biết. À, nấu được những món gì? Cũng nhiều lắm chị, hàng ngày em phải nấu ăn hàng ngày suốt. Bạn có tật xấu gì không? Nãy giờ chưa nghe kể. Em hả? Ừ. Em làm biếng. Ngủ ngủ thì lâu lâu hơi ngáy chút. Trời ơi. Mùi. Mùi gì? Mùi cơ thể. Mùi cơ thể là mùi sao? Thì mùi cơ thể là mùi hôi. Mùi sao anh? Thì mùi sao thì mùi sao để thôi bên kia hửi với tôi hửi chị. Chứ em thường cái đồng hồ vậy không? Là hẹn không tới giờ đúng giờ hả? Hẹn em trước nửa tiếng thì chắc ăn nhất. Trời đất ơi, chết rồi. Cái này lẽ không ít nha anh. Dạ không, đó là chị trong đi chơi thôi mà công việc thì lúc nào cũng đúng giờ hết. Ừ. Bây giờ hẹn hò với bạn gái là sao? Thì sao? Hẹn hò bạn gái khác chị lật này là quyết tâm rồi cho nên không gì thung nữa chị ơi. Em nghĩ lý do tại sao mình ế? Là do em ở với gia đình á, em là con một nữa thì gia đình quản của em cũng hơi là gắt một chút. Thì em ở trên đây với chú em thì em đi về thì trước 10 giờ em không được đi qua đêm. Đi chơi xa hầu như là em chỉ đi với bạn thân và người nhà em thôi, em không đi chơi xa được. Về ngoại hình, em muốn cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Vừa người. Ừ. À, hổng đen hổng trắng. Em không thích điều gì như cái người bạn trai? Gia trưởng và nói dối. Em rất là không thích người nói dối. Giống như là tin tưởng nhau rồi thì nên là chân thật với nhau và chân thành với nhau thì nó sẽ dễ. Không, em đồng vòng quan điểm với cái bạn đó luôn. Em chào chị. Đồng cái gì mà đồng? Có gia trưởng không? À, hơi hơi chứ không có lắm. Hơi hơi là sao, ví dụ? Thì nói chung là em thích người mà bạn gái cũng như vợ là mình nói chung phải lắng nghe mình. À, giả sử như là giống như là nói thì nghe đi, đừng có cãi. Nhưng mà rủi bạn nó trật mà không cho người ta cãi. Không, nhưng mà đúng thì em nghe, nhưng mà phải biết lắng nghe. Ai là người phân định cái đúng hay cái sai đó? Nếu mà vấn đề đó mà xét ra cái cùng thì em nghĩ là phụ nữ luôn luôn đúng. Có thể. Ờ vậy được rồi. Đứng lên coi thử coi. 1m68 à. Hơi lùn, cái lùng cao đó. Hung mà phải ngước lên vậy, ngại không? Em kia chưa hung lần nào. Thế đâu? Khoái lắm. Khoái lắm rồi. Em có tật xấu gì khác nữa không? Ngoài cái ngáy với cái hơi hơi hôi nó còn gì nữa không? À, không chị. Sở thích thì sở trường thì nhiều. Sở trường gì? Rồi ngồi xuống đi, sở trường gì? Em hả? Thích chơi thể thao. Ca hát thì đại khái văn nghệ, thích tham gia hoạt động xã hội. Đâu ca thử một khúc coi. Em ca dở lắm nhưng mà đi khang tiếng rồi. Sao mới nói sở trường? Nhưng mà tại khang tiếng rồi hát. Ca sĩ nó làm lại đi. Ca sĩ là không có đủ thừa hoàn cảnh. Ừ.
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Thôi vậy được chưa? Được thôi. Được rồi. Không chị? Được. Nếu như bây giờ là quen nhau, hiểu nhau rồi, chúng ta sẽ đi đến kết hôn khoảng bao lâu nữa? Em thì tầm khoảng 5 anh. Em có cơ sở vật chất gì ở Sài Gòn chưa? Dạ chưa, em vẫn chỉ là nhân viên thôi, nhưng mà em thấy là đủ khả năng lo cho gia đình và lo cho vợ. À, đủ khả năng lo gia đình, lo cho vợ là được rồi. Dạ. Cố gắng vợ về nữa hỗ trợ nó xong ha. Dạ. Dạ em chào anh. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Nó ghét luôn rồi nha. Em, nãy giờ nó có một cái hơi nhạy cảm hôi hôi đó, em nghĩ sao? Cái đó phải dùng lăng hay dùng gì khử. Em lo có được không? Mua về còn bạn có xài được không thì chuyện của bạn. Mặt điện ảnh ghê á ha, dễ thương lắm. Ngon rồi. Hôm nay bạn đi có ai theo ủng hộ mình không? Được, dạ, bạn trai cũng được mà đàn gái cũng được luôn. Rồi chào các bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, em tên là Vân, đồng nghiệp với lại bạn Lam. Đi đây thì thấy bạn Nam cũng rất là vui vẻ. Nói chung là Lam ở công ty á, làm rất là thiệt thà, dễ thương, tính rất là thẳng. Thật sự là nói chung là cũng có được nhiều người thích, nhưng mà Lam có thể là không thấy phù hợp. Mà thấy bên đây là bạn Nam cũng rất là ok. Có hình thì cũng được. Chắc được 7 điểm so với Lam á. Vậy là tốt rồi, 7 điểm là quá được cao rồi. Em không quan trọng ngoài em hơn. Đi với em hỏi em. Em thấy chị tương lai của em sao em? Dạ, em thấy chị xinh, dễ gần. Nói chung là cũng hợp với anh Vinh. Anh em có đào hoa không? Dạ không. Thiệt không? Thiệt. Anh có giới thiệu bạn gái với em lần nào chưa? Anh chưa có, sao anh giới thiệu anh? Được, hay được. Lành quá, em trai cũng lành, bảo vệ anh dữ. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt nào. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Dạ. Cố gắng lên nào. Bạn ấy rất là xinh. 2 phút trò chuyện với nhau, bắt đầu. Chào anh. Chị em đeo kiến gì không thấy mà. Em có giống tưởng tượng của anh không vậy? Được xíu xíu nào không? Em không biết nói gì luôn. Sao vậy? Sao vậy? Thấy anh của anh. Trời ơi. Em tặng em. Em cảm ơn anh. Ủa sao tự nhiên anh không biết nói gì là sao vậy? Em quá chung là đẹp hơn cái gì anh nghĩ. Thì thường thời gian rảnh của anh là khi nào? Anh thì rảnh thì làm đêm thì vậy thôi. Thỉnh thoảng thì sau 6 giờ là anh cũng rảnh rồi. Tại em ở với gia đình nên em cũng không có đi chơi được nhiều á. À hả? Anh có ngại vấn đề đó không? Không, anh thấy chị nó bình thường mà. Mình anh có lâu ngại dài là bạn gái cũng như là không thể đi chơi xa với anh hay là em thì em ít đi chơi á. Dạ không gì đâu em, anh thấy được. Thường đi là em phải xin phép em mới được đi. À hả, không anh thích vậy á. Thì dẫn anh tới anh xin. Dạ được. Đúng không? Dạ. Giờ có dám tới nhà bạn gái xin phép không? Quen phải dám tới chứ chị. Dạ. Rồi, bây giờ một lời hứa chăm sóc cô gái ấy thế nào? Một cái lời tỏ tình để cô ấy tự tin có thể bấm nút. Dạ thì nếu mà anh với em đến được với nhau thì anh hứa sẽ lo cho em cuộc sống sẽ ok, tình cảm cũng ok, mà nói chung là gì cũng ok anh. Hứa bên kia đi nhìn mắt. Em nhìn hồi em ngay mất. Em cảm nhận chàng trai thế nào? Dạ thì anh cũng hiền lành, thật tình. Thì nói chung là theo quan niệm của em thì em hợp với người miền Tây hơn là những miền khác. Thì em thấy anh cũng chân chất. Cũng hợp. Vĩnh Long với Bến Tre gần đó, bây giờ đi qua cái cầu phà. Không, về đi cầu rồi. Phà anh, là Bến Tre Vĩnh Long là phà Đình Khao á. Ủa em Chợ Lách hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, trời. Sát bên luôn anh. Sát bên đúng rồi. Dạ. Chợ Lách đi qua chút xíu, qua phà Đình Khao là tới phường 7. Đúng rồi, dạ. Hai người nói một câu thì nó thật là ngọt ngào, như tỏ tình với nhau đi được. Thì nói chung là thông qua chương trình này thì cũng em cảm ơn chương trình đã giúp đỡ em. Sau khi mà em với bạn cũng tìm hiểu thì nếu được thì em sẽ tiến tới một cái gì đó gọi là xa hơn để cho bạn yên tâm hơn. Dạ. Mời bạn. Còn với em thì giống như là hai người mà quyết định tiến tới với nhau á, em hay đối phương cũng vậy, là chấp nhận con người thật của nhau, vừa có điểm khuyết điểm và vừa có ưu điểm. Thì nếu như chấp nhận được con người thật của nhau như vậy thì mới có thể đi xa và đi lâu. Rồi. Chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Ai bấm nút? Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Quyền quyết định thuộc về hai bạn. Nói như vậy nhưng phải suy nghĩ thật kỹ. Đây là một cái điều hết sức là thiêng liêng của chúng ta. Không phải bấm nút xong rồi ngủ uống cà phê để chia tay đâu. Ha các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định. Một.
2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay bạn của mình đi. Thực sự là một đôi trai tài gái sắc đấy. Hai người đúng miền Tây đậm đà bản sắc dân tộc đấy. Hôn đi, chưa hôn lần nào. Dạ thôi, dạ thôi. Sao nắm tay bạn gái thấy thì sao? Dạ, đã. Đã. Bạn gái thấy sao? Lạnh tay bạn lạnh quá. Đang run. Giọng bạn gái rất là lạ ha, một cái giọng nữ mà nghe rất là ấn tượng, lạ lắm. Không cao, cao. Khao như Phà Đình Khao vậy đó. Ây, chúc các bạn thật hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và còn có quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại Đà Nẵng, tại các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Wow. Nào, xin mời hai bạn dắt nhau đi xem phim nhé. Nắm tay nhau. Em muốn một người đàn ông phải đủ trưởng thành, có chính kiến, nhưng mà đừng quá là gia trưởng. Lấy vợ về có thể là ra ở riêng hoặc là về bên nhà vợ. Tại ở vậy? Tự lập rồi. Tự lập sao đi nhà vợ ở? Thì miền Tây Bến Tre Vĩnh Long dễ thương quá ha. Cặp đôi này cũng hoàn hảo lắm đây. Mong rằng sẽ có một cái tấm thiệp cưới gửi cho tôi càng sớm càng tốt. Gần nhà mà đi đám cưới dễ mà. Ừ đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hà Màng. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Bây giờ hai bên ra ngồi đó, ngồi bình tĩnh lại coi. Giới thiệu tên mình đi. Dạ, em tên là Thọ, sinh năm 1989, quê ở Đồng Tháp. Công việc hiện tại là hướng dẫn viên du lịch. Rồi, mời em. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Kim Loan, em sinh năm 1990, em đến từ Bình Thuận và hiện tại đang làm trong một công ty sản xuất bao bì nhựa ở quận Bình Tân. Vô đây lâu chưa? Dạ, em vô Sài Gòn được 8 năm. 8 năm qua có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói thật ra là em cũng trải qua 4 mối tình. Mối tình cuối đi, là cách đây bao lâu rồi? Dạ, cách đây khoảng gần 1 năm á chị. Bạn trai thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ, em thì đã trải qua một mối tình và cách đây cũng khoảng 4 năm rồi. Mối tình dài không? Dạ, khoảng vài tháng hả? Vài tháng hả? Mối tình sao ngắn vậy? Tại em rất là ghét giả dối, nhưng người ta giả dối thì đã. Nhưng mà mặc dù đã em đã nhiều lần tha thứ vẫn còn. Em có thể giới thiệu về những cái năng lực của mình. Thì em cũng như ba bạn nữ khác, nhưng mà em thì hơi nam tính một tí, thích vui vẻ, hòa đồng. Những cái điểm yếu của mình? Thường là em hay nói nhiều, với lại hay nóng tính. Cũng cố gắng sửa đổi, nhưng mà chắc cũng từ từ á chị ơi. Lý do tại sao bạn đang ế? Em từng quen là 4 mối tình. Nhưng mà sau 4 mối tình đó rồi em nghĩ thời gian cho người ta quá nhiều. Môi trường hiện tại em làm cũng có nhiều bạn nam, nhưng đa phần mấy bạn nhỏ nhỏ không mà. Vậy em muốn tìm mẫu người đàn ông như thế nào? Em muốn một người đàn ông phải đủ trưởng thành, có công việc ổn định, có chính kiến, nhưng mà đừng quá là gia trưởng. Bà có gia trưởng không bạn Nam? Dạ không chị. Em có nóng tính không? Dạ có một chút. Một chút có dám quyết định điều gì không? Dạ có, tại nhỏ lớn giờ là em sống tự lập quen rồi. Hiện em sống với ai? Dạ sống với gia đình, nhưng mà em thường đi làm nhiều hơn, thời gian về gia đình thì rất là ít. Bây giờ lấy vợ về ở đâu? Dạ vợ, lấy vợ về có thể là ra ở riêng hoặc là về bên nhà vợ ở. Không? Tại vậy? Em không thích và ở chung gia đình em. Ủa sao vậy? Tại em thích tự lập mà anh. Tự lập sao? Thích tự lập sao vô nhà vợ ở? Thì vợ thích tùy theo ý vợ. Trời ơi, cái gì chói chang quá vậy? Sao được rõ vậy em? Dạ tại còn có bộ này thì chị. Còn có bộ này là sao? Hôm nay em về nhà em lấy được bộ này em đi luôn. Tại em bận quá. Bình thường em có được mấy bộ? Dạ cũng 3-4 bộ à, chứ không nhiều. Thôi đứng lên chị coi tướng tá cái được chị là cả luôn nha nè. Lấy vợ luôn nha nè. Hơi ốm chút xíu. Hơi ốm nha, cố gắng ăn vô nha. Em ốm nhưng mà không có yếu chị. Phải không? Tại em thường dẫn khách đi nhiều quá nên không có thời gian ăn. Có tập thể dục không? Dạ có chị. Hít đất nổi không? Dạ được. Hít thử 10 cái coi được không? Dạ bình thường chị. Ốm mà không yếu mà. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 thôi được rồi. Đó thôi đừng có được rồi, được rồi. Trời ơi, mua nếp thêm nữa. Được. Hạ số. Thôi bây giờ nè, bây giờ em thường dắt khách đi đâu? Dạ về đồng bằng sông Cửu Long mình. Rồi bây giờ thì anh đi du lịch nè đó. Rồi. Dạ. Tôi đang đi tới đâu đây? Dạ đây. Tại ở đây nó không có phải chỗ du lịch nào không nói được. Bây giờ nói nghe nè, miền Tây đúng không? Dạ. Đồng Tháp đúng không? Dạ nha. Hò hát cái lương gì coi. Tiếp diễn viên là phải biết. Đúng rồi. Dạ. Phải biết ha. Chị muốn nghe nhạc hay giọng cổ? Giọng cổ đi cho nó đặc biệt. Dạ. Không anh nào quan trách chi em phận gai má hồng 12 bên nước. Biết đục hay trong duyên tình mãi rủi hay phận đẹp duyên ngơ gắm nhung trái bước hay lạc nẻo trung chiên cho tơi tả kiếp qua sau. Đành thôi em dang dở mối duyên đầu, còn chi đâu những buổi chiều đưa đón khi tan trường về hai đứa bước chung đôi. Câu hẹn câu thề ai thốt ở đầu môi, dù cho biển cạn non mòn tình ta không thay đổi. Rồi đó, này... được rồi. Dạ. Nói thì không được mà hát dữ quá. Rồi, bây giờ nè một câu cuối cùng. Muốn một người bạn gái như thế nào? Dạ muốn một người bạn gái mạnh mẽ tí và thích sống tự lập. Được rồi, tôi về tôi. Dạ. Thông báo là cho bạn ấy hơi rụt rè, hơi rung nhưng mà miền Tây chân chất đáng yêu lắm. Dạ. Xem bạn là gái thế nào nha. Dạ. Cô bên này mạnh mẽ lắm. Trời em, đúng là một bên mạnh mẽ, bên kia nhút nhát lắm. Anh ngồi mà nãy giờ anh gồng cái tay cứng ngắc vậy nè, gồng suốt từ nãy giờ luôn đó. Về miền Tây được không? Dạ được. Quan trọng cái người mà mình theo về thôi chứ miền nào cũng được chứ. Miền nào cũng được hả? Dạ. Bây giờ hay là về Bình Thuận ở rể luôn đi. Cũng được luôn. Ở bà má em khoái chuyện đó lắm á. Nhưng mà năm 90 mà trải qua 4 mối tình là hơi nhiều á. Cuộc đời mà anh đâu có muốn vậy đâu. Nhưng rút kinh nghiệm ra 4 mối tình đó là tại sao mình thất bại? Dạ không có thất bại. Tại vì em nghĩ là mình đi nhiều, mình quen nhiều thì mình hiểu được nhiều thôi. Duyên nợ nó đưa tới đâu mình đẩy tới đó. Đưa đẩy hả? Mạnh mẽ nghe chưa, cá tính nghe chưa? Mấy bạn nam hát hay không? Dạ nghe cũng ngọt ngào. Dân miền Tây là ngọt ngào đậm đà lắm. Dạ. Bình dị lắm ha. Hôm nay em có đi với người thân nào không? Dạ em đi với bạn em. Bạn em đâu? Bên đây đi với ai? Dạ đi với em gái. Em gái hả? Dạ. Thôi để mình hỏi em gái của bạn trước đi. Dạ con chào chú Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào con. Chào chú với chào chị là thấy giờ chú Huyền Linh không có khoái rồi. Con mấy tuổi rồi? Dạ năm nay con 18 tuổi. Anh của con ở nhà rất là hiền, chân thật, nhưng mà ít nói cho nên cũng ít bạn. Rồi bây giờ thấy chị dâu tương lai bên đây sao? Dạ con thấy chị bên đây cũng hiền, dễ thương, mạnh mẽ hơn anh của em. Vậy em không sợ chị dâu dốt bắt nạt anh em hả? Dạ chắc là không chị ơi, tại vì con gái thường thường phải mạnh mẽ hơn con trai. Rồi cảm ơn con. Rồi bên đây mình đi với ai đâu nè? Dạ theo em nhận xét thì bạn nam rất là chân thật, thật thà, nhưng mà bạn nó hơi run. Những cái điểm mà bạn yêu cầu bạn gái thì rất là hợp, tại vì bạn em rất là nam tính, với lại biết quan tâm người khác, thật thà, hay giúp đỡ người khác ạ. Dạ mong hai bạn là tiến tới hôn nhân càng nhanh càng tốt ạ. Dạ xin cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn gia đình ha. Bây giờ hai người gặp nhau nha. Nam kéo màn lên, chúng ta có 2 phút đi trò chuyện với nhau nha. Chào bạn. Có quà tặng anh. Rồi cảm ơn anh, em cũng có quà tặng anh luôn ha. Hơi ốm mà khỏe lắm nha em, hồi nãy hít đất mình không biết sao. Nếu mà anh ốm có thể, nếu mà quen em về em nuôi anh mập hơn anh chịu không? Tất nhiên là chịu rồi. Vậy chứ anh nhìn em thấy sao? Cũng dễ thương nhưng mà phải qua tìm hiểu nữa. Phải thời gian tìm hiểu mới biết như thế nào. Dạ. Anh qua bạn gái anh có khó khăn quá không? Không, cũng rất là dễ. Anh chỉ cần thật lòng và biết lo cho gia đình là được rồi. Dạ. Vì tiền ai giữ? Thì nếu mà đó là vợ chồng thì tiền lúc nào cho vợ giữ. Dễ gì không cho. Nhưng cái này mà cặp này mà vợ không giữ mới lạ. Giữ tới cái gì luôn á chứ. Một câu cuối cùng gì đó, cảm xúc về nhau, tỏ tình với nhau đi. Bạn nam mạnh mẽ lên, thuyết phục bạn nữ đồng ý hẹn hò với mình. Rung quýu đâu vậy trời. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Anh mà nói một lần em không có bấm nút quen nữa nha. Anh thì mong anh hôm qua thử nắm tay. Anh lỡ nó xỉu khổ em nữa. Nói thử qua nắm tay thử cái coi. Qua liền đâu tấn công qua nắm tay thử cái coi. Được không?
Nếu mà em nắm tay anh có thể nói được không? Thử đi, thử coi. Qua luôn, qua cho tôi cái coi, không làm sao. Qua nắm tay. Anh đứng lên đi. Hung cái coi làm gì. Nói gì đi. Sau thời gian tìm hiểu, nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân. Đó, vợ chồng thì anh hứa sẽ lo cho em suốt đời này. Hứa có mọi người chứng kiến đúng không mọi người? Hung tay cái, hung tay cái coi. Hung tay cái. Dám không? Hung, không biết thôi. Gì cái hửi chứ hung gì. Anh đừng làm nữa, anh sợ. Trời nhát quá, ông nhát quá trời nhát. Thôi, hết giờ. Đây. Trời nhát quá, mạnh mẽ. Bài lên tay vào cái nút. Bữa nào đi cái gì về đủ đi theo anh tư vấn cho. Dạ. Nha. Thương không? Nào chị? Dạ, thương. Thương hả? Dạ. Thấy cậu phải là vợ tương lai mình không? Để tìm hiểu. Nhưng thấy được không? Ổn không? Dạ, được. Sợ cậu không? Dạ không. Thí dụ cậu nữ có giận cậu đánh thì sao? Chắc không có đâu. Thí dụ có thì sao? Thí dụ có thì cho đánh thôi chứ sao vậy? Rồi thôi, bấm nút đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Thì nãy giờ là những giây phút. Sau này đánh sao, cho đánh chứ sao giờ? Đúng rồi, khỏe lắm. Rung quá rồi. Đây là giây phút chúng ta lắng động lại và suy nghĩ tất cả những cái cảm nhận chúng ta từ nãy đến giờ để quyết định thật là đúng đắn. Hẹn hò hay không hẹn hò. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đó, giờ nắm tay được rồi đó. Giờ là chính thức là hẹn hò với nhau rồi đó. Sướng không? Đã hả? Nhìn thẳng vô mắt của ấy coi. Sao nhút nhát quá vậy? Thấy gì trong mắt không? Hả? Dạ thấy... Gì? Dạ thấy. Thấy gì? Thấy mắt. Thấy mắt. Chán dễ sợ. Giờ con má được rồi đó. Con má được rồi. Giờ là đồng ý hẹn hò rồi. Kỷ niệm khó quên. Bạn cảm nhận mình sao như thế nào? Dạ. Em thấy đối phương của em cũng hiền lành nhưng mà hơi nhút nhát, có lẽ về từ tiệm huấn luyện sau. Không cần đâu. Thôi đi đây vậy thôi em ơi. Chiếc vé xem phim gửi tặng hai bạn. Cảm ơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Cảm ơn chị. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng trị giá 15 triệu đồng trên các hệ thống cửa hàng áo cưới Allen nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Rồi, đưa bạn gái đi xem phim đi. Cặp tay nhau đàng hoàng đi nhẹ nhàng đó, đó tình cảm. Ba mẹ em ly hôn từ lúc mà em mới 5 tháng á. Em có biết mặt mẹ em không cưng? Dạ không ạ. Ở với ông bà thì em cũng quen rồi nên em cũng không có nhớ về mẹ nữa. Trời ơi. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Y đen luôn, đen y chang như tôi luôn. Rồi mình ngồi nè. Mời bạn nam. Rồi, mời đi em. Dạ, chào em chào. Dạ, lần đầu tiên cho em xin chào quý khán giả thân thương nhất ạ. Rồi, ngồi xuống đi em, ngồi xuống. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh. Em tên là Ngọc Diễm, năm nay 25 tuổi và em hiện đang sinh sống tại Bình Thuận ạ. Em làm gì ở Bình Thuận? Dạ, hiện tại thì em đang làm đầu bếp ạ. Đầu bếp hả? Mời anh trai bên kia. Lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh dễ thương và chị... Nam Thư rất xinh đẹp ạ. Dạ. Với lại bạn gái ở bên kia, em tên là Nguyễn Văn. Quê em ở Quảng Bình. Em sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Làm gì? Dạ, em làm bên vận hành xe nâng ạ. Vận hành xe nâng. Bạn gái cho đàn trai biết ưu điểm và khuyết điểm trước đi. Dạ, ưu điểm của em thì là nấu ăn ngon nè, có kinh nghiệm chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Em thì cũng hiền lành, vui vẻ,
Em ưa thích thì chơi những trò chơi cảm giác mạnh nè, không sợ ma. Về khuyết điểm của em thì em rất hay ngủ nướng, thường hay nấu ăn theo tâm trạng lắm. Vậy ví dụ ngày đó mà em buồn đi, em nấu món gì? Em cũng nấu bình thường lắm nhưng mà không có được ngon như lúc vui vẻ thôi. À, dạ. Em nói là em không sợ ma. Dạ đúng rồi. Lúc mà em hồi em đi làm là buổi tối thường thường hay về vào lúc 7-8 giờ, đường đó rất là vắng mà đi qua hai cái nghĩa địa là em không có cảm giác gì hết. Mời em trai. Ưu điểm của em là em sống với tình cảm, chân thật, em sống tự lập, trách nhiệm với gia đình. Em là một người mẫu đàn ông của gia đình, em tự cảm nhận em là như vậy. Còn cái khuyết điểm của em là em dễ xúc động, em dễ cảm xúc á. Em có một cái trên TV có một bộ phim nào mà rất là buồn đó, tự nhiên là em cảm thấy em xúc động. Đúng rồi, mình anh cũng dạng người như em đó, thấy vậy thôi chứ xem những cái bộ phim nào nó cảm động là mình ngồi tự nhiên nước mắt mình rơi, hay thấy hoàn cảnh đó tự nhiên cái con người mình nó khác liền, nó cảm động liền. Em có mấy mối tình rồi? Em xin thưa với anh là em được có một mối tình thôi. Kéo dài mấy năm? Dạ một tầm 4-5 tháng thôi. Nhưng 4-5 tháng hả? Dạ, nhưng mà chia tay khoảng gần 1 năm rồi anh. Sao phải chia tay? Dạ em quen cái người đó là hai người cùng một tuổi. Ở ngoài quê của em là đa số là nhiều người ta lấy nhau một tuổi, trong cái làng luôn là hai người lấy nhau một tuổi, gọi là bị sát anh. Tức bị là một sát. Người dạ tức là một là đúng một tuổi là cứ lấy nhau cả tầm 40-50 tuổi là người này không bị bệnh, là người kia bị bệnh, mà không bị bệnh là bị mất. Là 15 cặp ngoài quê em là chứng kiến là đều bị vậy. Trong gia đình em là hai người cùng bị như vậy rồi, cùng một tuổi luôn, là bà ngoại của em với là dì của em, cho nên trong nhà cũng sợ. Tức là quen 4-5 tháng xong biết cái tuổi đồng bằng tuổi là không quen nữa luôn. Dạ. Em bên kia mấy tuổi vậy? Dạ em 25 tuổi ạ. Đây mấy tuổi vậy? Dạ em 31 tuổi. 31 với 25 gì khác tuổi xa rồi không sao, mình làm tiếp đi. Bây giờ bên đây có một mối tình mà có 4-5 tháng là chia tay rồi, bên kia mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết à. Đó giờ chưa yêu ai luôn hả? Dạ chưa ạ. Thì có nắm tay ai chưa? Dạ vẫn chưa ạ. Chưa luôn? Chưa nắm tay chắc chắn là chưa hôn nay đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà giống như em đi học rồi, lúc đó em có thích bạn nào không? Dạ cũng không ạ. Nhà em thì rất là khó, lúc mà đi học thì không có cho quen ai hết á. Nhưng mà lúc mà em có thích ai không? Mà thích rồi em không nói luôn hả? Dạ em thì cũng không thích ai hết. Tại vì lúc đi hồi lúc mà em đi học thì tính tình em thì cũng giống như con trai á, rất là phóng khoáng, với lại cũng hơi nghịch ngợm lắm. Em có cảm nhận là có bạn trai nào thích em không? Chắc không có chị. Dạ tại vì em chơi với con trai trong lớp không à. Chắc chưa có duyên thôi em ơi. Mà là tức là gia đình mình khó, là ba mẹ rất là khó hay sao? Dạ không, ông bà quản nghiêm á. À vậy là em sống nhỏ lớn với ông bà hả? Dạ đúng rồi. Chị xin lỗi nhưng mà ba mẹ em đâu? Ba mẹ em ly hôn từ lúc mà em mới 5 tháng á. Từ đó thì em ở với ông bà. Vậy em có liên lạc gì với gia đình không? Với ba mẹ không? Ba em thì ở gần với lại nhà nội á. Còn mẹ em thì em cũng không biết nữa. Ủa giờ hôm nay mở với ai? Giờ em đang ở với ông bà nội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Ông bà nội hả? Dạ. Ông bà nội năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà em thì 72, còn ông em thì 74 ạ. Thì chắc ông bà nội cũng nôn rồi đúng không? Cũng muốn lấy chồng để thấy cháu mình ổn định rồi đúng không? Rồi. Chào đàn gái. Dạ chào anh ạ. Cô gái rất là xinh. Em ở với ông bà nội? Dạ đúng rồi ạ. Từ hồi nhỏ tới lớn luôn? Dạ đúng rồi ạ. Rồi không gặp ba mẹ luôn? Dạ có gặp ba nhưng mà không có gặp mẹ. Thì dạ. Ba có lo chăm sóc gì cho em không? Dạ ba thì có gia đình riêng thì ba cũng lo cho gia đình riêng của mình. Trời ơi. Còn bên ngoại có lo gì? Dạ không, bên ngoại thì em cũng không có liên lạc, cũng không biết phía bên đó. Không biết ba không nói cho luôn. Em có biết mặt mẹ em không cưng? À, dạ không ạ. Trời ơi. Có bao giờ em nằm mơ em tưởng tượng ra mẹ em chưa? Ừ, dạ vẫn chưa luôn ạ. Tại vì ở với ông bà thì em cũng quen rồi, nên em cũng không có nhớ về mẹ nữa. Thiếu vắng tình yêu của mẹ, cũng không có ba luôn. Chia sẻ với em điều này nha. Dạ. Tội nghiệp quá, không có người yêu nữa. Chưa có người yêu, quên. Chưa có người yêu. Sắp có người yêu. Bây giờ muốn có người yêu thế nào? Một anh chàng chững chạc, biết chăm lo cho gia đình nè, hiếu thảo. Anh ấy là phải chiều chuộng, nói chung là phải chiều chuộng vợ con. Chiều chuộng vợ con. Dạ. Và đặc biệt là chung thủy, không lăng nhăng. Em thì không thích lăng nhăng. Anh nghĩ bên đây anh cũng hiền đó. Một chút hỏi coi sao. Em có điều gì không thích người đàn ông không? Tính gia trưởng, không trung thực. Bên đây thật tình lắm. Không hút thuốc, nhậu thì ít thôi. Ít thôi. Được rồi.
Nãy giờ bên đàn gái đưa ra như thế, em cảm giác là mình được bao nhiêu phần trăm? Em cảm nhận là em 100%. Tại vì em là em dư để bao hết những cái lời bạn gái nói. Rồi, dạ. Chúc mừng luôn. Cái gì tới 100% luôn hả? 100% luôn. Hồi đó là em gái của em là lấy chồng ngoài Hà Nội, là ba em đi biển, mà em thì bị bệnh ở nhà. Cho nên là một mình em đại diện cho ba và mẹ, một mình em dặn em gái này, em ra ngoài Hà Nội là họ chồng cho em gái của em luôn. Cho nên là em cảm thấy là em có trách nhiệm cho gia đình rất là nhiều. Và đã lúc chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình và vợ của mình ha. Dạ. Chào anh. Dạ em chào chị. Cái mẫu hình bạn gái lý tưởng mà anh mong muốn là sao? Dạ cái mẫu bạn gái của em là mong muốn đó là biết hiếu thảo với ba mẹ. Dạ. Sống có tình cảm, chân thật. Dạ. Biết chia sẻ. Dạ. Chị vậy thôi. Cái mẫu hình mà bạn gái mà bây giờ nãy là mình nói về tính cách rồi ha. Dạ. Còn bây giờ là về ngoại hình. Anh mong muốn một người như thế nào? Dạ ngoại hình là bạn gái đó cao 1m60 trở lên là được. 60? Dạ tại vì em cao 1m73 rồi. 73? Dạ em rồi. Muốn cho hai bên cho tương xứng. Em cao mét mấy bé? Chị thấy em cao lắm luôn á. Dạ 1m65 mà. Trời dư xăng, okay. Cao hơn Thư luôn á. Okay. Chị Nam Thư cho em hỏi là bên cái bạn gái có xăm không ạ? Có hình xăm không hả? Bé em có hình xăm không cô? Dạ không à. Không có hình xăm. Điểm không thích ở bạn gái nữa là gì? Cao. Bạn gái là cái tính lăng nhăng là em thích. Còn ngoại hình, ngoại hình? Người có da có thịt xíu là được rồi. Có da có thịt đúng không? Có da có thịt có. Ai cũng có da có thịt hết trơn. Dạ, không ai mà không có. Rồi bây giờ mình sẽ gặp đại diện gia đình hai bên ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại bà nội, cô dượng và em họ của em. Bà nội, dạ. Con chào bà nội. Nội, nội thấy như sao? Tôi thấy cháu trai này thì cũng được, hiền lành. Tôi cũng là bà nội của cháu Diễm. Dạ. Tôi cũng mong sao cho cháu tôi được hạnh phúc. Tôi rất vui rồi. Cháu tôi thì nó hồi nhỏ thì nó sống với tôi hồi mới có 5 tháng mấy à. Tôi nuôi nó tới giờ. Cũng cho ăn học rồi đàng hoàng. Rồi hiện tại bây giờ là cháu là ở nhà bán quán rồi với tôi. Rồi cháu thì rất hiền và cũng có hiếu với ông bà. Tôi xin chuyển lời cho rể. Em xin chào chương trình. Em cũng xin tự giới thiệu luôn. Em là Dượng rể. Bà xã em ngồi bên đây. Bạn trai này của con là nói có cảm xúc thì theo Dượng thấy là rất là tuyệt vời. Dượng cũng là người cảm xúc nặng. Nói chung là Diễm thì sống với cô Dượng lúc cô Dượng còn sống với ông bà nội 19 năm. Sau đó cô Dượng mới ra ở riêng. Thôi thì cũng cầu mong sao con và bạn con có hạnh phúc thì Dượng, nói chung là Dượng sẽ lo hết tất cả. Xin cảm ơn chương trình. Bên nội Dượng này kia rất là thương, cho thấy được rằng là em gái rất là ngoan luôn, được tình yêu thương của ông bà nội Dượng. Rồi em trai, em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ. Chào cô chú. Dạ, tôi xin phép chào hai MC, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của em Văn, đây là bố của em Văn. Hôm nay đến hôn trường đây tôi rất vui mừng. Tìm một nửa yêu thương cho con, cho cháu. Mẹ thấy cô gái bên đây cũng cao ráo, dễ thương. Thì nghe nói qua đó thì ở với ông bà nội chi thì cũng dễ thương thôi. Và còn con trai của cô bên đó là... Cô không phải là khen đây, nhưng mà con trai của cô là 4 đứa như đứa nào cũng còn nết con ai hết. Lo cho gia đình, giỏi lắm. Đi lao động thì lương bổng thì 5-7 triệu đó. Sau đi vợ chồng thương yêu nhau thì về tính toán làm ăn thêm cho con. Con của cô là đứa nào cũng giỏi hết. Từ A đến Z là việc gì cũng làm được hết. Sẽ lo cho em một gia đình, giỏi lắm. Có gì xin hai MC là... tạo điều kiện giúp đỡ cho hai cháu. Dạ, rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi Nam Thư ha. Dạ, mở rào. Chào em. Anh có bao hoa này tặng em. Dạ, em cũng có món quà để tặng anh ạ. Mong rằng em sẽ lúc nào cũng tươi xinh như cái bông hoa này vậy. Em cảm ơn anh ạ.
À, quà của em á là mứt xoài, mứt này là do em tự làm á. Còn nếu mà anh muốn cách sử dụng á thì anh có thể gọi cho em. Rồi, ok em. Bây giờ hai bạn mình nói chuyện với nhau ha. Em làm đầu bếp đúng không em ạ? Dạ đúng rồi. Em làm đầu bếp là em làm ở ngoài Bình Thuận luôn hay là em ở? Dạ, bà em có mở một quán ăn á. Khi xưa thì em làm nghề khác, em làm văn phòng cho một công ty may. Nhưng mà khoảng thời gian sau này á, một năm trở lại á, thì bà em á, thì cũng lớn tuổi rồi. Nên cũng muốn là em về phụ với gia đình. Là em quan điểm gì về tình yêu? Yêu một lần thì phải cho đáng, phải tìm đúng người, phải là chín chắn nè. Khi mà yêu á, thì phải đặt hôn nhân lên làm đầu. Không phải là quen rồi coi thử là như thế này như kia ông ấy thì bỏ. Như vậy thì em không được, em muốn là phải có một kết quả rõ ràng. Trong đó có sự chung thủy, chân thành và có cái sự chia sẻ với nhau nữa, đồng cảm với nhau nữa, mới mang đến cái hạnh phúc suốt đời. Đó. Anh thấy em như thế nào? Có đạt cái tiêu chuẩn của anh không ạ? Anh thấy em rất dễ thương, ngoài hình anh thấy là ok rồi. Chúng dạ, là anh xin đẹp trong mặt của anh là được. Thôi mình hẹn hò thế nào? Em ở Bình Thuận là ở cái huyện nào hay là cái xã nào? À em ở huyện Đức Linh à, giáp với lại Xuân Lộc Đồng Nai á. Xuân Lộc Đồng Nai là Cẩm Mỹ đi lên á, à, Long Giao đi lên á. À về là rồi, anh có lên Cẩm Mỹ gần này nữa, là đi cái hướng này. Vậy là đi hướng Bà Rịa đi lên. Đúng rồi, dạ, dạ. Đúng rồi, anh em có đi xe buýt đi lên Cẩm Mỹ Đồng Nai rồi. Vậy là phải đi lên có xe buýt nữa là được rồi. Dạ, thì em ở đó tiền xe buýt á. Công ty của anh là rất là dễ, một tháng là được nghỉ 4 ngày. Nhưng mà cái thời gian đó là không nhất thiết phải là chủ nhật. Nói chung cái ngày nào mình nghỉ, thay vì một tháng là mình nghỉ 4 ngày, mình dồn 4 ngày vô luôn là mình nghỉ. Nói chung hẹn hò người yêu là rất thoải mái. Còn có lúc mà ví dụ mà em cần cái lúc nào trong một tháng đó, ngày nào thì anh chỉ cần nói với sếp anh một tiếng là anh có thể đến thăm em. Dạ, à. Em thì cũng không sợ yêu xa đâu, không có người yêu mới đáng sợ thôi. Đúng rồi. Người ta nói người ta không thích yêu xa nhưng mà anh rất thích yêu xa. Anh muốn sự cảm nhận, anh muốn sự giống cái anh thích đi du lịch á, anh muốn thích đi ở đây đó để cho biết. Nếu như tiến tới hôn nhân thì con cái như thế nào? Thế anh thì anh thích con trai hay là con gái? Nói chung là con trai con gái gì cũng là con hết, con của chúng ta hết. Em cũng vậy, nhưng mà về mà giáo dục trẻ nhỏ thì em cực kỳ nghiêm khắc. Giống như anh hết, dạ. Giống như anh luôn. Nói chung là giáo dục con cái, nói chung là sau này em có con, chúng ta có con là cái giáo dục con cái là để anh lo cho. Anh lo cho từ A đến Z luôn, con là cái. Chăm con luôn. Chăm con luôn. Ồ, tối cà. Tao bây giờ chăm con biết hát ru con không? Dạ, cái đó giờ em hình như em thuộc lắm anh à. Em lên chương trình em muốn gửi đến quý khán giả một bài hát với lại anh chị, hai anh chị MC với là bạn gái bên một bài hát mang tên là Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, nhạc của Phan Huy Điểu. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm. Cảm ơn bạn. Ở hai đầu nỗi nhớ ha. Nhưng mà hai bạn cũng ở gần chứ không phải ở xa lắm đâu. Sáng đi xe buýt, chiều đón xe buýt về cũng được. Em gái có một cái bài hát nào gửi tặng lại chàng trai không? Em cũng xin gửi anh một bài hát. Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu và sẽ yêu ai đó thật nhiều. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh làm trái tim này thật mong manh. Em luôn tin rằng cứ một mình cũng vui và có khi cho đến trọn đời. Nhưng ai hay ngờ bóng một ngày mới xa, tình yêu khiến cho lòng mê say. Có những lúc em vu vơ suy nghĩ, có những lúc em lại thẫn thờ. Những bối rối cứ đồng đầy trong trái tim em từng ngày. Chỉ cần anh biết rằng tự tận sâu trong đáy lòng, bao nhiêu nhớ thương dành cho riêng mỗi anh người đã đến trong đời. Và làm cuộc đời em tươi như chơi vơi, và từng đêm nhớ mong lòng còn bao nhiêu vấn vương, bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau và cho đến bao giờ. Lòng còn tồn tại nhưng bất ngờ,
Thì anh là của em. Bây giờ hai người bước tới nắm tay nhau và nói cho nhau những cái suy nghĩ của mình, những cái cảm nhận của mình và mong muốn điều gì với đối phương. Nắm tay nhau, đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Chúng ta có 30 giây để nói về những tình cảm của mình với người đối phương. Cho nắm tay là chúng ta gặp nhau đây cũng Âu cũng là cái duyên, cho nên là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Anh không hứa sẽ mang lại sự giàu sang cho em, nhưng ở chương trình này với sự chứng kiến của quý vị khán giả thân thương, anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc của chúng ta suốt đời. Em gái nói gì đi, nắm tay nhau đừng buông tay ra, thử cảm nhận về nhau. Thật sự là đến chương trình này cũng mong là có một người người yêu, một người chồng để mà chăm sóc và quan tâm cho mình ở khoảng thời gian sau này. Nên đến đây với một tấm lòng mà thật sự là nghiêm túc. Và em cũng muốn là chúng ta cho nhau một cơ hội. Cảm ơn em. Anh Quỳnh Linh cho em xin một phút được không ạ? Được. Đây, trong bó hoa có một bức thư. Đây, em đọc đi bé. Cái thư này là hồi đêm anh viết cả đêm đó, để dành tặng cho em đó. Tất cả đêm viết ra hả? Tất cả đêm viết. Chào em, cô gái đến từ tương lai. Em mà, chúng mình gặp nhau đây, Âu cũng là cái duyên. Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta đã có cơ hội gặp nhau. Mong rằng chúng ta hãy trân trọng và tìm hiểu một cách nghiêm túc. Em mà, duyên này bạn muốn hẹn hò tạo, phận này là do người chọn, và hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Ngay từ ngày này, giờ này, phút này, tại chương trình bạn muốn hẹn hò cùng với sự chứng kiến cổ vũ nhiệt tình của quý khán giả thân thương nhất, đồng hành cùng với hai anh chị MC rất dễ thương và duyên dáng, đặc biệt có sự góp mặt mong đợi của người thân hai bên. Em mà, anh không hứa sẽ cho em cuộc sống giàu sang, nhưng anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời. Những câu từ này không được châu chú cho lắm, nhưng nó sẽ là tất cả chân thành nơi anh. Em hãy tin tưởng nơi anh và hãy cho anh một cơ hội em nhé. Gia đình hai bên đang mong chờ niềm vui từ chúng ta đó. Trên thư, Nguyễn Văn gửi người con gái anh thương. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Xem giờ phút thiêng liêng này hai trái tim có đồng điệu với nhau hay không nha. Sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hai bạn trời ơi. Nắm tay nhau đi. Nè, xin phép ông bà, xin phép gì, ông bà nội, xin phép gì bắt đầu từ đây cho tụi con hẹn hò với nhau, chính thức tìm hiểu nhau. Con cũng đến chương trình này, hôm nay con đến chương trình này, con muốn tìm một nửa yêu thương của con. Con xin phép ông bà với giường, với gì, con sẽ bảo vệ và con sẽ, nói chung là con sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời ạ. Gái nói gì với em, nói gì vậy? Với ba mẹ của bạn. Dạ con chào cô chú ạ. Con mong là sau này á cô chú sẽ tạo điều kiện cho chúng con được quen nhau và có thể chúc phúc cho chúng con được ạ. Dạ. Hôm nay cái sự chứng kiến của ông bà, dượng cô, ba mẹ và hai họ luôn. Mình hôn cái nụ hôn đầu tiên để chứng minh cho những gì nãy giờ mình nói đi. Yêu thương nhau thật lòng nha. Rồi, mời em trai. Dạ, con xin phép mọi người quay lại giường. Cho con xin hào này. Dạ, chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích. Tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em có mang lên một cái mỏng em tự làm cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng... chắc là cũng băng nắp luôn anh. Có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực. Tôi đàn ông đích thực. Khi chúng ta gặp đúng đối tượng mình có một chút bối rối, một chút thẹn thùng và đôi khi nói cũng không có gọi là tròn vành, rõ chữ, rõ nghĩa nữa, đúng không? Đúng rồi. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời đàn gái. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Em ơi,
Em giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Em xin tự giới thiệu ạ. Mình em là Bích Lộc ạ. Em 29 tuổi, quê em ở Nam Định và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm bên nhân viên văn phòng ở bên tạp chí phát triển khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Rồi, em trai. Dạ, xin chào họ nhà gái ạ. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu. Em tên Lâm Hoàng Diệu. Năm ngoái em 31 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện tại là em sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em nói năm ngoái trước hay năm ngoái này? Nó gần lắm ha. Dạ, để em nói lại là năm nay em 32 tuổi. Công tử Bạc Liêu đó hả? Không, chắc hồi đó chỉ có em ơi, ở đợi cho công tử. Sao mà cái tên nữ tính dữ vậy cưng? Hồi xưa bên nhà nội em á, là đặt tên cho các bác, các cô chú là cái vần đầu là GD. Bác hai em là tên Định, ba em tên Diện, Dẫn, Điền, Đông. Khi đó thì đặt tên em kiếm phần GD không ra nữa. Không biết là ông nội hay ba tra lên cái lịch sử sao có cái tên Hoàng Diệu cái đặt cho em luôn. À, những người tên Diệu anh thấy rằng trắc trở về tình yêu lắm á. Còn em á, không biết trắc trở không mấy mối tình rồi. Dạ không, em tình của em thì cũng vui lắm. Tình yêu của em thì trường kỳ kháng chiến. Là sao? Là em yêu đó giờ em có người một 10 năm. Em ơi, xem nhẹ nhàng say đắm quá vậy em. Ta đang dịu mà. Cái gì? 10 năm sau chia tay vậy dịu. Trong cái giai đoạn đó có khoảng thời gian là em lên Đà Lạt làm 2 năm. Có những trục trặc tình cảm. Nhưng mà sau đó thì gia đình bạn đó thì ba mất. Thì sau cái tan 3 năm thì bạn bắt đầu có những cái định hướng thay đổi. Hình như nhắc mà ấy em vẫn còn cảm xúc về tình yêu đúng không? Dạ không. Ban đầu thì nói chung là em là sống là nặng, rất nặng tình cảm. Em biết thích phụ nữ từ năm mấy tuổi? Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích, tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em thích như thế nào? Hồi cái thời của em hay chơi nhà chòi lắm. Mấy bạn ở đây mà nếu có lứa tuổi cùng em chắc sẽ hiểu. Trời ơi, chơi nhà chòi tôi thích lắm, người ngủ luôn trong chòi luôn á. Dạ đó đó. Thích nữa. Thì lúc đó là chơi nhà chòi với bạn nữ. Thì nói chung kỷ niệm mà em nhớ nhất với bạn đó là nụ hôn đầu đời của em trao cho bạn đó. Thôi giao cho bạn đó nữa. Chị của em phát hiện, em mắc cỡ quá em trao luôn được không thứ hai? Làm luôn, đúng là bạn đó luôn. Dạ. Rồi đến mấy tuổi thì hai đứa chia tay? Dạ, cái khoảng chia tay em không nhớ. Rồi sau đó là có... Dạ, em cứ chơi nhà chòi với khi nào lớn lên cái tự thấy em mắc cỡ nghỉ chơi là chia tay. Vậy đó rồi, hả? Trời mối ơi. Tình mà 10 năm có chơi nhà chòi không? Dạ không. Là chơi nhà khác. Vậy bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ em thì tính ra mối tình chính thức của em có 2 mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm em học lớp 11. Sau khi em ra trường được 1 năm thì em đi làm, em quen anh đó cũng được có 1 năm thôi. Có một cái em không thích của anh đấy nhất là ghen. Mà ghen quá luôn. Lúc nào mà giả sử anh đấy mà gọi điện thoại cho em hay nhắn tin cho em mà em không có nghe á, là anh đấy sẽ nghĩ ra đủ lý do là chắc em đang đi chơi với ai hay làm gì với ai, nên là em chịu không nổi, thế nên em chia tay. Em sao, em có ghen dữ vậy không em ơi? Hồi đó thì em ghen lắm mà bây giờ bớt rồi. Giờ con yêu đâu ghen. Thôi bây giờ mình nói cho nhau nghe cái ưu điểm khuyết điểm đi. Em thì ưu điểm của em cũng ít, biết nấu ăn chút. Rồi khuyết điểm em khuyết điểm. Dạ khuyết điểm luôn. Ủa em ưu điểm còn không, kể nhanh lên đưa dịu hoài. Dạ. Dạ thôi em qua khuyết điểm luôn đi. Thôi. Khuyết điểm có không? Dạ có, khuyết điểm của em thì hay ăn vụng lúc người ta đang nấu. Em thì nói chung là trong công việc em hơi nông nóng. Ở đây không phải mình em ăn vụng đâu, mà có bạn anh bên kia ăn vụng số 1 luôn. Lên ơi, qua đi, qua chuyện khác đi. Qua đi. Ừ. Chị hỏi nè, em có mít ướt không vậy? Dạ không chị. Có ai khóc không? Dạ không. Vậy hả? Mà khóc thì cũng không ai hay. Vậy khóc hả? Khóc trốn không à. Chia tay bạn gái em có khóc không? Dạ cái này thì khai thiệt là có. Khóc dạ. Mấy ngày mấy đêm? Dạ không có tính đêm, chỉ tính tháng. Có gì đấy? Rồi em, ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hiền, vui tính, hòa đồng với mọi người và luôn biết quan tâm chia sẻ với mọi người trong công việc. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em thì em thực sự là tại em có mang lên một cái món em tự làm, nhưng mà thật ra cái khả năng nấu ăn của em cũng không được. Ý là nó chỉ có một số món thôi á, chứ thực ra nó cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng chắc là cũng banh nắp luôn anh.
Thế em ăn chừa lại cho chị 4 cái nha em ơi. Nó 6 cái chừa lại chị 4 cái. Cái đó tặng đàn trai để đàn trai hưởng thôi. Đâu ra vậy? Ta chia của trước rồi đó nghe. Tặng không? Cái này đồ ăn đàn bà mà khùng. Ủa đàn ông cũng ăn được vậy? Không. Cái bạn bên kia bản quyền dịu quá, em có thấy hơi ngại ngùng không? Cái này em chưa tiếp xúc nhưng em nghe thấy giọng em cảm giác nghiệu. Mít ướt mà kiểu nó yếu yếu không sao. Yếu yếu đúng không? Dạ. Nghĩ sao là đàn ông được rồi. Trời ơi. Em cũng có một dạ, cái em tại đàn ông lắm ạ. Em đàn ông dữ không? Có đàn ông lắm. Chứng minh được không? Chứng minh dạ luôn được. Đi anh. Sao chứng minh sao nè? Em đàn ông lắm em. Trời ơi. Em phải chứng minh bằng hành động giống như là đàn ông em nè. Không có được. Hôm nay đến với chương trình đó thì có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực. Tôi đàn ông đích thực. Đàn ông đích thực. Được rồi nè, trước khi nói... gặp gỡ đàn gái tôi thử coi món quà đàn gái coi sao. Tôi mời nhà trai thử đi. Bây giờ em là chú rể tương lai, em thử coi bên vợ tương lai em làm nước mắm thấy cái hình thức là ngon rồi đó. Ngon. Cho anh hỏi em cái là em có đăng ký an toàn thực phẩm chưa? Dạ cái này em mua bên siêu thị anh thì có người ta có kiểm định chất lượng rồi đây, nên anh cứ an tâm đi, không có sao hết đâu anh. Nói chung vậy anh hỏi em là để cho vui chứ có chết vì em thì cũng được. Trời ơi. Thấy chưa? Ăn đi cưng, ăn cho thỏa lòng mong ước. Ngon. Có chừng rớt con tôm kìa. Cái thơm đậm đà. Cái con tôm nó còn tươi á. Ngon, rau sống nó tươi, nó giòn á. Có chừng rớt nước mắm ở đây. Đi xuống dưới đó ăn xong rồi cất đó đi để chừa cho tôi đi, nhanh đi. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nói chung là em thích phụ nữ là phải chân thành, rõ ràng trong tình cảm. Nên em không thích ở phụ nữ những cái tính ngược lại tính đó. Em rất là chân thành luôn. Em rất là chân thành đó, nghe chưa? Cái gì vậy? Nước mắm ngon quá. Trời đất ơi, hút luôn nước mắm rồi kìa, trời ơi là trời. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thích cái mẫu người nó na ná như là Ninh Dương Lan Ngọc á. Ồ. Cái gì Ninh Dương Lan Ngọc á? Cá tính sắc sảo thông minh. Sắc sảo thông minh. Mắm ngon nó cay đã độ một hồi luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh. Không, xác định là em có thể mở cái quán gỏi cuốn được rồi đó. Bây giờ là mong muốn về một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Thì em mong muốn ăn đi cao khoảng cho em tầm 1m7. Có. Trời, có luôn ạ. Ừ. Dạ mập một chút xíu cũng được. Mập. Nhưng mà bụng đừng có bự. Có bự không? Tiếp về là em thích con trai mà có lông, lông chân chút xíu. Lông. Trời ơi, ngay trước mặt em đó. Đàn ông có lông kìa. Trời ơi. Một chùm. Nam tu nữ nhủ, đó là cái tiêu chuẩn của ông bà mình đặt ra là cho một sao? Người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn ông là phải có râu nhiều nè, lông tay, lông chân nhiều nè, lông mày rậm giống như anh Quyền Linh vậy đó. Em thấy em cũng thích nhiều lông á, con đó. Trai có nhiều gì nó đã, đã thiệt luôn á. Nói chung là bản lĩnh đàn ông ở đây có hết, chỉ có điều hơi dịu chút thôi. Không, em cũng thích dịu, dịu, dịu vừa thôi, chứ dịu quá nhiều khi người ta lại tưởng lộn là nó cong cong anh. Rất đàn ông luôn. Dạ, tại nãy giờ anh làm cho nó vui vậy, nó đó vui. Thế thực chất nó như vậy ý. Anh nói y như em nói. Không, bây giờ vậy đi, em đi với ai à? Em đi với ai? Dạ em xin giới thiệu em đi cùng với dì của em, rồi con của dì và sếp của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh ạ, xin chào chị Hồng Vân. Rồi, xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Chào nhà gái. Tôi là dì ruột của cháu Bích Lộc ạ. Hiện nay cháu Bích Lộc đang là sinh sống cùng với gia đình chúng tôi. Dạ. Tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là cháu trai ấy, thì nhìn thì cũng ngoại hình thì cũng tương đối là đồng nhất với cháu gái của tôi. Rồi còn cái tính tình của tôi thì nói chung là cũng vui vẻ hoạt bát. Cô tôi xin hỏi thêm là hiện nay là cháu đang ở quận mấy? Nhà cháu ở Gò Vấp. Tức cháu... là cháu có nhà riêng cho hay là cháu vẫn... Cháu ở với nhà cô của cháu ạ. À rồi rồi. Ngồi mà nghe các cháu mà trao đổi thì cô thấy là gì, thấy là cũng hai cháu là... sẽ đến với nhau tương đồng. Thứ nhất là về cái tuổi tác này, về hình thức này, rồi cái công việc thì hai cháu đều ở thành phố Hồ Chí Minh cả, thì nói chung là nó có cơ hội để mà dễ mà để mình có những buổi hẹn hò tiếp theo. Rồi cảm ơn dì Cổ Lộc ha. Một bên là ở nhà cô, một bên ở nhà dì, tương đồng cũng quá hợp lý.
Diệu đi với ai Diệu? Dạ, hôm nay em đi với ba của em. Một ba người hả? Em gái, một người em họ. Ba với em gái. Rồi, chào chú. Con chào chú á. Em xin chào là Quyền Linh và chị Hùng Vân. Dạ. Tôi là cha của Hùng Diệu. Tôi là Lâm Hoàng Diện. Hồi 7 tuổi á, đến học từ 7 đến học lớp đại học thì đồng Diệu cách là có hiếu với cha mẹ ông bà, là nhiều khi là chăm lo cho là anh chị em, nhất là đặc biệt là thương con nít. Thương nít lắm, thấy nít là thương dữ lắm. Tôi thấy là cháu gái này cũng được, thì tôi mong rằng làm sao là cho hai con á, là làm sao là được bấm mút với nhau để tìm hiểu nha, đi đến hôn nhân. Dạ. Xin hết ạ. Cảm ơn chú. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Chào anh, em cũng có món quà tặng anh. Em tặng một cuốn sách nấu ăn và một cái tạp dề. Tại vì cái mức độ nấu ăn của em cũng tương đối là ngon vừa vừa, nên là em muốn sau này khi nếu chúng ta mà có cơ hội đến với nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn theo cuốn sách này. Em có thể đeo cho anh cái tạp dề này luôn được không ạ? Bà dịu, nó còn dịu hơn. Ai tên Diệu đeo tập về vô đúng là Diệu. Ôi vi Diệu, hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Anh muốn cái giá trị món quà đem lại cái hơi ấm trong tim em mà. Dạ em cảm ơn anh. Nè em có thích con trai miền Tây không? Dạ có, em yêu thích. Em có thích cải lương không? Dạ có luôn. Một bài cải lương Diệu. Anh hát đi anh. Trời ơi một lá trầu xanh cũng nặng quằn trên đôi vai bé nhỏ, nên gánh tình duyên đã gãy đổ từ bao giờ. Anh dự định là sinh mấy đứa và anh thích con trai hay con gái? Anh thì nói chung là con cái, anh không có quan trọng vấn đề mà trai hay gái, em sinh ra là anh đều thích mà. Vấn đề là anh thích con gái đầu lòng. À đúng rồi, em cũng thích con gái đầu lòng, mà em thích hai đứa con gái và một đứa con trai lận. Em có ngại vấn đề mà người Nam người Bắc không? Dạ không, cái về cái quan niệm Nam Bắc của em thì em cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ em đã vào trong đây rồi á, thì có lẽ là em cũng muốn mình sống trong đây. Em hôm nay đến em cảm nhận anh như thế nào? Dạ em cảm nhận anh cũng gần như cái suy nghĩ của em. Nói chung là chân anh có lông không? Đó, ông cưng mà, thấy cưng mà. Người ta rất là thực tế, ta thích người đàn ông có lông. Lại gần cho ta coi có rõ không? Mở lên nè xong lại coi đi. Lông là phải có gần gần mới thấy. Thấy chưa? Dạ thôi em thấy hé hé được chút xíu chắc là có rồi anh. Dạ, dưới. Hé hé. Dạ dưới này có, chắc trên có đó anh. Dưới nào có? Dưới chỗ chân á. Đây. Đó. Rồi, à, rồi, đúng rồi, ý luôn. Đã luôn anh. Cái này là em chỉ thua anh Quyền Linh chút xíu thôi à. Ủa, phải lý do em thích vậy là... Tại vì em thích con trai giống như chị Hồng Vân có nói á, thì con trai vậy giống với manly mạnh mẽ, tiền bạc trong gia đình á, thì anh muốn người nào sẽ giữ cái đó là như thế nào? Anh nghĩ là cái vấn đề giữ tiền nó cũng không quan trọng, mà vấn đề làm niềm tin mình cho nhau thôi. Anh khẳng định cho em một câu đi, sẽ em... Em tin anh không? Bây giờ thì em chưa biết em có tin anh hay không, nhưng mà sau này thời gian thì em có lẽ, nhưng mà em vẫn muốn anh chốt cho em một câu đi. Thì em muốn giữ thì anh cho em giữ thôi. Ok, em nhờ em hỏi đủ rồi ạ. Anh có muốn hỏi gì về em nữa không ạ? Thôi mình bấm nút đi. Thôi mình bấm nút đi kìa. Yeah. Cảm giác đây sẽ là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rất chân thành. Hay quá. Nắm tay nhau nào. Đó. Và những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Và một nụ hôn đầu tiên. Hôn vô nó hết nha.